Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ Tư tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ tối tại Cali. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ Năm rồi và hôm nay đó Thuần có rất nhiều tin tức Thuần muốn chia sẻ với các bạn. Hôm nay thị trường lại đỏ nữa các bạn, và Thuần không chỉ nói riêng về thị trường crypto. Hôm nay đó thực chất hồi sáng này các bạn nhìn thấy được là thị trường nào cũng đỏ hết. Chúng ta nhìn vào bên trên này đó là ba chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đó đã là màu đỏ hồi sáng này các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là dầu cũng giảm luôn. Bây giờ giảm về có 82 đô la 73 cent cho một thùng dầu mà thôi. Khi mà Thuần chụp lại cái hình này, vàng đó cũng đã có sự điều chỉnh các bạn, và Bitcoin hôm nay đã giảm xuống dưới 60.000 đô. Bây giờ đã hồi phục trở lại mức là khoảng 61.700 đô. Thì lại chuyện gì nữa các bạn? Chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin, nhưng mà quan trọng hơn đó là Thuần muốn các bạn zoom ra để nhìn toàn cảnh những gì đang xảy ra bây giờ. Câu chuyện này được nói đến nó có quan trọng hay là không? Chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF các bạn, dòng tiền lại như thế nào. Và hôm nay đó khả năng chúng ta sẽ có một dòng tiền màu đỏ nữa các bạn, lại có dòng tiền âm ngày hôm nay. Thì chúng ta có nên bắt đầu lo lắng hay là không? Chúng ta cũng có những tin tức liên quan tới Ethereum và Bitcoin Spot ETF tại Hồng Kông. Chúng ta cũng có cái dự luật mới liên quan đến stable Coin đã được đề xuất từ Quốc hội ngày hôm nay. Chúng ta sẽ xem coi dự luật liên quan tới độ ổn định stablecoin đó là như thế nào, và nhiều thông tin nổi bật khác tôi muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay với các bạn. Nhưng mà trước hết thì các bạn nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đã kết thúc là một màu đỏ các bạn. Kết thúc cuối cùng thì Nasdaq đã giảm 1.15%, S&P 500 đã giảm 0.58 và Dow Jones đã giảm 0.12. Chúng ta thấy được là pre-market bây giờ xanh nhẹ một chút, nhưng mà mấy ngày hôm nay đây chúng ta nhìn thấy được là pre-market, có nghĩa là hợp đồng futures thì xanh. Nhưng mà đến sáng sớm đó, thì các bạn thấy là mở cửa lại là một màu đỏ, cho nên chúng ta phải đợi đến sáng mai mới biết được. Chúng ta có thể nhìn thấy được hợp đồng của dầu thì sao các bạn? Hợp đồng của dầu đó hôm nay đã giảm xuống mức là 82 đô 84 cent cho một thùng dầu rồi, đã không tiếp tục tăng nữa các bạn. Đang trở về cái xu hướng là 80 đô như chúng ta cũng đã biết trong vòng cả năm qua rồi. Còn vàng thì sao các bạn? Hợp đồng vàng hôm nay đã cũng đã có sự điều chỉnh. Chúng ta nhìn thấy được bây giờ một ounce vàng là 2.384 đô. Còn về crypto đó thì các bạn nhìn thấy được hôm nay đã giảm khoảng chừng là 2-3% tùy theo các bạn nhìn vào trang web nào. Ở trên CNBC đó họ nói là Bitcoin giảm 2.06%. Hồi sáng này đã có lúc giảm dưới 60.000 đô các bạn, khiến cho nhiều bạn cũng khá là lo lắng. Và cái tâm lý chung ở trên thị trường bây giờ đó cảm nhận là rất là tệ các bạn. Tuy là giá Bitcoin bây giờ là 61.500 đô các bạn, nếu như chúng ta trả trên một năm trước đây mà Thuần nói với các bạn, trước khi halving chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa thôi đến halving rồi, thì trước khi halving chúng ta không những là thấy Bitcoin đạt đỉnh mới, và thậm chí cái mức giá Bitcoin, cái mức mà gần halving là 61.000 đô, thì có thể các bạn sẽ không tin Thuần đâu, các bạn nói là Thuần bullish quá đáng. Nhưng mà sự thật bây giờ chúng ta đang nói đến là giá Bitcoin điều chỉnh về 61.000 đô. Chúng ta làm quen với cái mức giá cao rất là nhanh, và trong những ngày như thế này đây các bạn cần phải zoom ra, tại vì góc nhìn nó rất là quan trọng. Và Thuần sẽ lần lượt chia sẻ nhiều cái thông tin lớn với các bạn trong video ngày hôm nay. Nhưng mà sự thật đó thì nếu như mà Thuận không có chia sẻ tin tức như Thuận chia sẻ trong video gần đây, nếu như mà chúng ta không biết tin tức gì hết, các bạn là một người mà không có xem TV, không xem YouTube, không đọc báo, các bạn chỉ biết đầu tư vào Bitcoin mà thôi, và các bạn nhìn vào giá Bitcoin bây giờ đó đã có sự điều chỉnh từ cái mức cao là 73.800 đô xuống tới cái mức là 61.500 đô, và cái đỉnh đó, chúng ta vừa có cái đây khoảng chừng là 4 tuần, thì các bạn cũng sẽ cảm thấy đây là một cái sự điều chỉnh nó cũng không vừa là quá bất thường. Nhưng mà chúng ta theo dõi tin tức hàng ngày, cho nên khiến cho cái tâm lý các bạn nó cũng ít nhiều gì bị cái sự ảnh hưởng. Những cái tin tức đó thì khi Thuần chia sẻ với các bạn, thứ nhất là để các bạn nắm được thông tin, và thứ hai nữa đó là để cho các bạn có thể hiểu được tại sao mà giá có cái sự dao động trong thời gian ngắn hạn. Chứ còn dài hạn, cái mà ảnh hưởng đến giá đó không phải là tin tức ngày hôm nay, mà là cái sự ảnh hưởng của tin tức ngày hôm nay dài hạn như thế nào, cũng như là cái nguồn cung và cầu ra sao. Và không phải tin tức nào cũng có cái sự ảnh hưởng dài hạn đâu các bạn. Chúng ta cũng sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa. Quan trọng hơn đó vẫn là niềm tin của các bạn vào cái mảng đầu tư các bạn đang lưu trữ là như thế nào, và những cái lý do tại sao các bạn đầu tư. Cho dù lúc đó là 70.000 đô thì bây giờ giá Bitcoin là 61.000 đô, thì những lý do đó đã thay đổi hay chưa? Nếu như các bạn tin tưởng Bitcoin là một mạng lưới phi tập trung, các bạn tin tưởng Bitcoin là một vàng điện tử, là một nơi lưu trữ giá trị, và các bạn tin tưởng là tiền sẽ bị lạm phát tiếp tục, đồng đô la sẽ tiếp tục mất giá, và đây là một loại tài sản mà có thể tăng giá theo thời gian, tại vì cái nguồn cầu đó sẽ tăng theo thời gian khi mà càng nhiều người ủng hộ và chấp nhận BTC. Thì những cái đó đã thay đổi hay chưa các bạn? Nếu như mà câu trả lời là chưa đó, thì lập luận các bạn tại sao các bạn đầu tư từ ngày đầu tiên tới bây giờ vẫn chưa có thay đổi. Cái mà thay đổi đó chính là tâm lý của thị trường mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin đi. Thì các bạn đã biết là Thuần vừa chia sẻ cái mức giá hợp đồng dầu đó cũng đã giảm gần đây rồi. Thì lý do tại sao đó thì câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ đó chính là sau khi mà thị trường nghe cái lời phát biểu đến từ Chủ tịch Jerome Powell ngày hôm qua. Trên căn bản đó thì ông nói là đương nhiên bây giờ không có bất cứ một dẫn chứng nào cho ông thấy là tự tin hơn về việc là sớm giảm lãi suất. Giảm lãi suất thì ông nghĩ là bây giờ vẫn chưa có phù hợp. Khi nào trong năm nay thì ông không có nói đến. Và bây giờ thị trường nghĩ là có khả năng chỉ có 1 hay là 2 lần giảm lãi suất mà thôi. Và đã bị đẩy ngược trở về thời điểm là từ tháng 9 đến tháng 12 của năm nay. Các bạn thấy được là thị trường đã có nhiều cái kỳ vọng từ đầu năm tới bây giờ. Mới đầu là giảm lãi suất 6 lần, rồi 5 lần, 4 lần, 3 lần, bây giờ 2 lần. Nhưng mà điều thú vị đó là cho dù kỳ vọng có cái sự thay đổi như vậy và nó đi xu hướng không tốt các bạn, chúng ta thấy được bây giờ chỉ kỳ vọng 1 hay 2 lần giảm lãi suất mà thôi. Nhưng mà khi bạn zoom ra đó, đúng là thời điểm trong vòng mấy ngày qua các bạn thấy chứng khoán đã có cái sự điều chỉnh, Bitcoin cũng như vậy. Và chúng ta zoom ra đó, từ đầu năm tới bây giờ các bạn sẽ thấy được là trên căn bản đó là những tài sản này vẫn tăng trưởng và cũng đạt cái đỉnh mới gần đây. Và chúng ta thấy được những gì mà Fed chia sẻ ngày hôm qua thì đã dẫn đến là chúng ta có cái nhận định đến từ ngân hàng Bank of America các bạn, một trong những ngân hàng rất là lớn ở Hoa Kỳ. Và họ cho biết đó là có nguy cơ, khả năng thôi các bạn, không có chắc chắn, nhưng mà họ nghĩ là có một cái nguy cơ khả năng là Fed sẽ không giảm lãi suất cho đến tháng 3 của năm sau các bạn. Mặc dù hiện tại đó họ vẫn kỳ vọng là sẽ có cái đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 của năm nay. Và hôm nay đó chúng ta cũng đã vừa nói đến là nhiều thị trường đều đỏ hết các bạn. Chúng ta nhìn vào cổ phiếu Hoa Kỳ, vàng, dầu, crypto thì đây là một cái dẫn chứng cho thấy nhiều người bây giờ lại lo lắng Fed sẽ làm gì kế tiếp. Nếu như mà không giảm lãi suất kịp thời đó thì có thể gây ra suy thoái tài chính. Đây là cái mối lo lắng của ngày hôm nay, còn cao hơn cả cái câu chuyện liên quan đến cái bất ổn chính trị ở Trung Đông. Và các bạn thấy được là ít nhất đó, đây là câu chuyện đã được lan truyền ngày hôm nay. Nhưng mà như Thuần vừa chia sẻ với các bạn, ngắn hạn đó thì phản ứng của thị trường sẽ được dẫn dắt bởi những câu chuyện. Dài hạn đó thì nó sẽ ảnh hưởng bởi cung và cầu các bạn. Đó là cái yếu tố quan trọng nhất dài hạn. Cho nên chúng ta phải biết được là tin tức nào có sự ảnh hưởng dài hạn, tin tức nào đã chỉ ảnh hưởng ngắn hạn vào thời điểm bây giờ mà thôi. Và chúng ta bây giờ đã hãy nói tới một số những tin tức khác rồi chia sẻ chi tiết hơn về vấn đề này với các bạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là JP Morgan thì không biết tại sao lại thay đổi cái ý định. Các bạn đã nhớ là vào năm ngoái và năm trước đó nữa các bạn, lúc nào thì JP Morgan cũng có cái nhìn là chúng ta sắp sửa có suy thoái tài chính. Năm 2023 đó đã không có, tuy là năm 2022 cuối năm đó JP Morgan nghĩ là sẽ có. Và bây giờ đó thì năm 2024 thì cuối năm ngoái đó JP Morgan cũng nghĩ là sẽ có suy thoái tài chính vào giữa đầu năm nay, nhưng mà chúng ta thấy được là bây giờ vẫn chưa có. Thì bây giờ JP Morgan đã hủy bỏ cái dự báo suy thoái và hiện họ đánh giá là có 55% khả năng nền kinh tế toàn cầu sẽ có hạ cánh mềm. Các bạn đã nhận ra một điều đó khi mà Thuần chia sẻ những tin tức trong thời gian là mấy năm qua đó, thì một điều mà Thuần nghĩ như bạn rõ ràng đó là không ai biết gì cả các bạn. Chúng ta có thể nói đến ngay cả cái vấn đề hiện tại đó là có hạ cánh mềm hay không, có nghĩa là chúng ta có đẩy lùi lạm phát mà không dẫn đến suy thoái tài chính hay là không. Thì ngay cả cái vấn đề đó đó, những ngân hàng lớn các bạn, chúng ta cũng vừa thấy cây nhận định đến từ JP Morgan nó hoàn toàn khác với lại nhận định của Bank of America. Và các bạn thấy rồi, trên phố Wall đó thì ngân hàng này nghĩ là sẽ có suy thoái như là Goldman Sachs, ngân hàng kia đó thì nghĩ là không có vấn đề gì đâu, chúng ta sẽ có hạ cánh mềm và tiếp tục tăng trưởng giống như là BlackRock các bạn. Ngay cả những ngân hàng lớn họ đều có cái view đối đầu với nhau. Thì trên căn bản đó không ai biết gì cả, chúng ta chỉ có thể cố gắng nhìn dài hạn và có những chiến lược đầu tư dài hạn mà thôi. Chứ còn nếu như không đó thì ngắn hạn rất là khó các bạn. Những ngân hàng đó thì họ còn nhận định như thế này như thế kia, thì làm sao các bạn có thể biết được cái nhận định nào là chính xác hơn. Nhưng mà các bạn phải nắm được thông tin, phải nắm được tin tức. Tại vì các bạn cần phải ít nhất hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Các bạn thấy giá giảm đó, ít nhất các bạn cũng phải hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Cái này là một cơ hội hay là một thảm họa. Và các bạn hiểu những gì đang xảy ra cũng không nghĩa các bạn cần phải làm những gì mà người ta đang làm. Và lý do tại sao mà không ai biết gì cả, tại vì thị trường nó rất là phức tạp các bạn, nó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều những cái yếu tố. Gần đây đó Thuần có xem một cái bộ phim trên Netflix đó, có tên là Three Body Problem hay là vấn đề của 3 vật thể đó. Đây là một cái bộ phim về khoa học viễn tưởng, về một cái hành tinh mà có 3 mặt trời các bạn, và 3 mặt trời đó đều có sức hút dẫn đến việc là không thể đoán được là cái tình hình trên hành tinh đó như thế nào, không giống như là ở trái đất này. Và tình hình của thị trường cũng vậy các bạn, chúng ta thấy được là có nhiều yếu tố, mọi yếu tố đó đều có có sức hút riêng của nó, cho nên chúng ta rất là khó để mà tính toán được nó sẽ như thế nào. Đó là ngắn hạn mà thôi các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều tin tức nữa, tại vì cái vấn đề Hoa Kỳ là cái vấn đề chung của rất nhiều quốc gia hiện bây giờ. Và những bữa nào mà chưa xem đó thì cũng nên xem. Three Body Problem bạn cũng là một trong những cái bộ phim hay của Netflix đối với Thuần. Thì chúng ta có thể thấy được là ở Vương quốc Anh đó, thì chúng ta cũng đã nghe cái thông tin mới ngày hôm qua thôi, là cái phần trăm thất nghiệp đã tăng lên 4.2% các bạn. Đây là cái mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ thời điểm đại dịch. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy được ngày hôm nay đó thì lạm phát ở Vương quốc Anh tuy đã giảm xuống 3.2 nhưng mà vẫn cao hơn một chút so với dự báo là 3.1. Lạm phát core đó thì không tính năng lượng thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, ở mức là 4.2 và vẫn cao hơn dự báo là 4.1. Thì ở Vương quốc Anh cũng giống như châu Âu các bạn, nơi nào cũng muốn giảm lãi suất hết. Cho đến thời điểm bây giờ tôi nghĩ là những ngân hàng trung ương họ cũng đã nhìn thấy được là cái sức ảnh hưởng của lãi suất cao đã thật sự thấm vào trong thị trường rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ để có thể đẩy lạm phát trở về cái mức như mong muốn. Nhưng mà ngược lại đó thì họ bây giờ đang lo lắng là nếu như mà tiếp tục giữ lãi suất cao nữa để có thể tiếp tục để đuổi lạm phát, coi dẫn đến suy thoái tài chính hay là không. Đây là một vấn đề rất là khó giải quyết như Thường đã chia sẻ với các bạn. Và thêm vào đó đó, để làm mọi thứ phức tạp hơn thì các bạn nhìn thấy được là Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cảnh báo là Hoa Kỳ và cả Trung Quốc các bạn, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, có thể phải đối mặt với những cái thâm hụt tài chính khổng lồ và có thể thúc đẩy lạm phát lại còn tăng cao hơn nữa và tạo ra những cái rủi ro đáng kể đó với nền kinh tế toàn cầu. Và các bạn nhìn thấy bên dưới này đó thì Hoa Kỳ dự kiến sẽ ghi nhận cái mức thâm hụt tài chính là 7.1% vào năm sau, trong khi Trung Quốc đó sẽ ghi nhận cái mức thâm hụt ước tính là 7.6% các bạn. Các bạn nhìn thấy được là trên màn hình đó, đây là một số những quốc gia và đây là cái phần trăm thâm hụt so với lại cái GDP các bạn, tổng sản lượng quốc nội. Thì chúng ta nhìn thấy được là bên dưới này đó thì ba quốc gia mà có cái thâm hụt phần trăm nhiều nhất khi mà so sánh với GDP ước tính cho năm sau đó, chúng ta có nhiều nhất là Ấn Độ, kế đó là Trung Quốc và kế đó là Hoa Kỳ các bạn. Và thâm hụt ngân sách tại vì chi tiêu quá nhiều, chi tiêu nhiều hơn là cái số lượng tiền thuế thu vào. Và đây là cái vấn đề chung của rất nhiều quốc gia các bạn, chỉ là quốc gia nào nhiều, quốc gia nào ít mà thôi. Và chúng ta đã biết là đối với Hoa Kỳ đây thì đương nhiên có nhiều chi tiêu, chúng ta đã nói nhiều trên channel này rồi. Còn ở Trung Quốc đó, thì chúng ta cũng đã từng nói đến là có rất nhiều những cái gói hỗ trợ các bạn để mà kích thích nền kinh tế sau đại dịch, dẫn đến là cũng có thâm hụt ngân sách luôn các bạn. Và thâm hụt ngân sách có nghĩa là cần phải bán công trái phiếu, cần phải bán giấy nợ các bạn để mà có tiền để tiếp tục chi tiêu cho chính phủ. Nhưng mà điều này đã dẫn đến là sẽ phải trả cái lãi suất nhiều hơn các bạn, tại vì nhiều nợ hơn, lãi suất sẽ nhiều hơn. Và nếu như mà đã có thâm hụt ngân sách rồi thì lấy tiền đâu để mà trả cái nợ đó các bạn, lấy tiền đâu để mà trả cái lãi suất cao hơn đó, dẫn đến là phải tiếp tục vay mượn nhiều hơn. Và cứ như vậy các bạn, những quốc gia đang ngày lại càng có nhiều nợ hơn. Cho nên Thuận thường hay chia sẻ với các bạn, chúng ta đang chứng kiến một cái thế giới vận hành bởi nợ là như vậy. Ngân hàng Goldman Sachs á, thì cũng đã chia sẻ liên quan riêng với là Bitcoin đó, cũng là một câu chuyện các bạn. Nhưng mà Goldman Sachs lại muốn nói tới câu chuyện là nếu chúng ta muốn tiếp tục thấy Bitcoin tăng trưởng đó thì cái điều quan trọng nhất đó chính chúng ta phải tiếp tục thấy được là cái dòng tiền vào những quỹ Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng. Cái này Thuận không đồng ý đâu các bạn. Thậm chí đó, Thuận có thể nói với các bạn là nếu như mà chúng ta không có cái sự thông qua Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ đầu năm tới bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ có cái sự tăng trưởng mà thôi. Tại vì chúng ta vẫn đi theo một cái chu kỳ các bạn, chỉ là có Bitcoin Spot ETF thì tất cả nó được phóng đại hơn. Tôi đã từng chia sẻ với các bạn, quỹ Bitcoin Spot ETF ấy, dài hạn thì rất là tốt và dài hạn nó sẽ là một cái cánh cửa để đem thêm nguồn tiền vào. Đương nhiên không phải cũng mở lại các bạn, giống như chúng ta mở cửa để mà chào đón những người mới đến thị trường này thì không phải ai cũng phù hợp đâu. Cho nên khi mà tình không tốt đó sẽ nhiều người rời khỏi, nhưng mà cũng sẽ có một số người ở lại. Cái số người đó trước đây không có trong thị trường này nhưng mà bây giờ lại có, cho nên dài hạn nó sẽ dẫn đến là chúng ta có thêm nhiều hot dollar trong thị trường này, rất là tốt dài hạn. Nhưng mà về ngắn hạn đó thì cái hiệu ứng của Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ chính là cái chứng phóng đại. Và nghĩa là gì các bạn, khi mà tình hình tốt đó thì thay vì là chúng ta có cái dòng tiền vào thị trường này đến từ những gì chúng ta biết trong vòng mấy năm qua, bây giờ lại có thêm một nguồn mới nữa là đến từ Bitcoin Spot ETF. Nó phóng đại lên cái dòng tiền đó khiến cho giá cả tăng nhanh, cho nên chúng ta mới có được những cái như là đạt cái đỉnh mới trước khi mà có Bitcoin Halving, những cái chu kỳ trước ta không có. Nhưng mà ngược lại đó, khi mà tình hình xấu thì những người trong thị trường này cũng có nhiều bạn bán, mà ngược lại trong Bitcoin Spot ETF cũng sẽ có người bán các bạn, tại vì họ cũng là những người đầu tư. Như là Thuần và các bạn mà thôi, họ cũng bị cái sự FOMO và cái sự sợ hãi thống chế. Đó là hiệu ứng ngắn hạn, nhưng mà nếu như nói chúng ta cần phải có Bitcoin Spot ETF để có cái sự tăng trưởng tiếp tục thì Thuần không nghĩ đâu. Thuần nghĩ là sớm muộn gì, cho dù là không được thông qua vào tháng 1 này thì sớm muộn gì cũng sẽ có Bitcoin Spot ETF, tại vì một ngày nào đó vốn hóa Bitcoin đã đủ lớn, nếu như mà không có đó thì cũng không hợp lý, cho nên cuối cùng cũng sẽ phải có mà thôi. Nhưng mà nếu nói đó là yếu tố duy nhất dẫn đến giá cả tăng đó thì Thuần không nghĩ gì đâu các bạn, nhưng mà ít nhất đó cũng là câu chuyện được chia sẻ bởi Goldman Sachs. Và Thuần nói tới câu chuyện hồi nãy giờ đó tại vì sao các bạn? Tại vì Thuần muốn cho các bạn hiểu rõ được là đó là chỉ là những cái thông tin có sức ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi. Dài hạn đó thì Dương chia sẻ cái mà quan trọng nhất chính là cung và cầu. Các bạn cần phải nghĩ đến là 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, 5 năm sau thì cái nguồn cầu cho Bitcoin có nhiều hơn bây giờ hay là không. Và nếu các bạn tin tưởng đây là một tài sản sẽ được chấp nhận càng ngày càng nhiều hơn đó, thì đó sẽ là cái xu hướng các bạn. Và ngược lại, nguồn cung như thế nào các bạn? Nguồn cung sau này có nhiều hơn hay là không? Tại vì chúng ta thấy được là cầu tăng, nhưng mà nếu nhiều cung cũng tăng nhiều thì giá cũng sẽ vậy mà thôi. Nhưng mà đối với Bitcoin đó thì có cái số lượng giới hạn, và chúng ta sắp sửa có Bitcoin Halving các bạn, nghĩa là cái số lượng Bitcoin mới được đào ra sẽ bị giảm đi phân nửa, từ 900 Bitcoin một ngày xuống còn có 450 mà thôi. Cũng đồng nghĩa là có một ai đó thu mua 450 Bitcoin mỗi một ngày. Thì đó là cách mà các bạn có thể suy nghĩ. Cái nguồn cung đó thì chỉ có 21 triệu mà thôi, nhưng mà cái nguồn cung mới bị giảm đi phân nửa mỗi 4 năm. Và chúng ta hãy nói tới một số những câu chuyện đi, nhưng bài nào mà theo dõi Thuận trong vòng chỉ 4 năm qua thôi, đừng nói tới 7 năm qua. 7 năm qua thì lâu quá Thuần không nhớ hết tất cả những câu chuyện các bạn. Chúng ta có thể nói tới những câu chuyện như là Bitcoin hard fork của năm 2017, Trung Quốc cấm Bitcoin, rất nhiều những câu chuyện đó. Nhưng mà chỉ tính cái câu chuyện gần đây thôi. Những bạn nào mà theo dõi kênh trong vòng mấy năm qua đây, chúng ta nói tới câu chuyện liên quan tới bầu cử tổng thống năm 2020, mà mới đây thôi chúng ta lại một lần nữa nói tới bầu cử tổng thống năm 2024 ở Hoa Kỳ các bạn. Lúc đó đây cũng là câu chuyện lớn nhất. Ai cũng muốn biết là nếu như mà Joe Biden thắng đó thì Bitcoin sẽ ra sao, thị trường tài chính sẽ ra sao, và có rất nhiều những cái suy đoán các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là nếu như mà cựu tổng thống Donald Trump thắng lúc đó thì sẽ như thế nào. Và sau khi mà có kết quả đó thì lại có những cái vụ kiện tụng với nhau liên quan đến có gian lận trong bầu cử hay là không, các bạn đã nhớ, khiến cho thị trường nó có cái sự bất ổn tại vì nó không rõ ràng. Nhưng mà chúng ta cũng đã qua thời điểm đó rồi, nhưng mà ngay lúc đó đó lại là cái thông tin lớn nhất ảnh hưởng đến thị trường tài chính các bạn. Và chúng ta cũng thấy được sau đó đó câu chuyện liên quan tới dịch bệnh, là liên quan đến việc là có bao nhiêu gói hỗ trợ, tiền in ra như thế nào, và cũng là những câu chuyện liên quan tới có xảy ra lạm phát hay là không. Và các bạn hãy nhớ là năm 2021 đó Thuận đã nói rất nhiều rồi, bây giờ thì chưa. Thuận đã thấy có rất nhiều những cái chuyên gia tài chính lên trên đài truyền hình họ nói là cái này bây giờ khác rồi, tại vì chúng ta có thể in tiền nhiều, có thể có những gói hỗ trợ, nhưng mà nếu như mà cái nền kinh tế đó vẫn vững chắc, vẫn phát triển thì sẽ không có lạm phát, tại vì cái số tiền đó sẽ được hút bởi thị trường. Cuối cùng thì sao các bạn? Cuối cùng nữa thì lạm phát tăng quá trời luôn. Chúng ta cũng đã thấy được lạm phát thì vẫn còn tăng. Sau đó chúng ta lại có sự kiện liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Ukraine và nước Nga, và chúng ta cũng đã biết là đến bây giờ cuộc chiến đó vẫn xảy ra. Nhưng mà nói thật đó, còn bao nhiêu bạn trong thị trường tài chính này, còn bao nhiêu bạn đang xem video này thật sự là quan tâm đến và xem thông tin hàng ngày. Nhưng mà lúc đó đó thì có rất nhiều những cái dự đoán nói là cái này sẽ khiến cho giá vàng tăng bao nhiêu, giá dầu tăng bao nhiêu, Bitcoin như thế nào, vân vân. Có rất nhiều thứ các bạn. Nhưng mà tới bây giờ đó cuộc chiến vẫn còn đang xảy ra, vẫn chưa có hồi kết. Nhưng mà chúng ta thấy được là thị trường đó thì cũng đã đi tới câu chuyện mới rồi, và thị trường vẫn tiếp tục phát triển, giá cả vẫn tiếp tục tăng trưởng cho dù cuộc chiến vẫn đang xảy ra. Và chúng ta cũng nói tới là phần trăm lãi suất đi, thì lãi suất của Fed bây giờ đó các bạn có biết ở mức này đó đã là cái mức cao kỷ lục trong vòng 23 năm qua. Có nghĩa là nếu như mà các bạn là một người nào đó mà dưới 23 tuổi đó thì trong đời các bạn, từ khi bạn ra đời tới bây giờ, chưa bao giờ mà lãi suất của Fed cao như là ngay lúc này các bạn. 5.25 tới 5.5%, và nó đã cao như thế này đó từ tháng 7 của năm ngoái tới bây giờ rồi, lãi suất đã mức cao kỷ lục 23 năm. Thì các bạn đã nhớ đó, từ tháng 7 năm ngoái tới bây giờ thị trường tài chính ra sao các bạn? Chứng khoán như thế nào, thị trường Bitcoin như thế nào, hoàn toàn có sự tăng trưởng cho dù lãi suất đã cao rồi. Chúng ta bây giờ đang nói đến là lãi suất phải giảm, đó là cái chúng ta nghe hàng ngày, lãi suất phải giảm để có cái sự tăng trưởng cho Bitcoin, có sự tăng trưởng tiếp tục cho thị trường chứng khoán và thị trường tài chính nói chung. Nhưng mà sự thật đúng là nếu như mà lãi suất giảm đó thì trong thời gian ngắn sẽ có cái sự phản ứng tốt cho thị trường, nhất là nếu như mà không có suy thoái tài chính. Dài hạn đó thì thị trường thả lỏng sẽ khiến cho có cái dòng tiền tiếp tục đẩy vào các bạn, dẫn đến thị trường tiếp tục tăng trưởng dài hạn. Và nó cũng giống như là Bitcoin Spot ETF các bạn, cái lãi suất thấp đó nó giống như là cái phóng đại vậy đó, nó sẽ khiến cho mọi thứ nó tốt hơn, dòng tiền nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Khi mà lãi suất giảm xuống, người ta có thể vay mượn nhiều để mà chi tiêu nhiều. Nhưng mà nói thật, ngay bây giờ đó, trong vòng từ tháng 7 năm ngoái tới hiện tại thì lãi suất vẫn ở cái mức cao kỷ lục trong vòng 23 năm qua, thị trường vẫn phát triển thôi các bạn. Và bây giờ nhiều người nói là nếu như không giảm lãi suất thì sẽ không được. Nhưng mà nói thật, cho tới bây giờ miễn là không có suy thoái tài chính thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mà thôi. Thị trường sẽ làm quen với cái mức này. Và các bạn đã nhớ Thuần đã chia sẻ cái thông điệp này nhiều lần năm ngoái rồi, thị trường sẽ làm quen với lại lãi suất. Cái mà thị trường không muốn đó là lãi suất tăng nhanh hay là giảm nhanh. Cũng giống như thị trường không thích những cái giống như là không có biết rõ kết quả ra sao, như là ngay bây giờ đã đang chờ đợi xem coi cuối tuần này Israel có phản công hay là không, chúng ta không biết như thế nào, còn Hoa Kỳ có tham gia hay không, vân vân. Có rất nhiều thứ không có rõ, thị trường không thích cái đó. Nhưng mà trên căn bản đó, khi mà chúng ta có một mức lãi suất nào rồi, giống như chúng ta thì bây giờ cho dù lãi suất ở mức cao như vậy, một thời gian nữa thị trường cũng đã làm quen với mức này từ tháng 7 năm ngoái tới bây giờ rồi. Một cái doanh nghiệp mà họ có thể tiếp tục phát triển sống sót từ năm ngoái tới bây giờ, thì bạn có nghĩ là nếu như mà Fed chờ thêm vài tháng nữa mới giảm lãi suất thì họ sẽ hoàn toàn bị phá sản hay không? Có suy thoái tài chính hay là không? Tương lai thì không biết, nhưng mà cho tới bây giờ rồi các bạn thấy được là trong thời gian từ tháng 7 năm ngoái tới bây giờ thì vẫn chưa. Trong khi mà biết bao nhiêu người nói là nếu như Fed giữ lãi suất cao mức này đó cho đến cuối năm ngoái thì sẽ dẫn đến suy thoái tài chính năm nay, bây giờ vẫn chưa các bạn. Chúng ta đã đến tháng 4 rồi thì ít ra bây giờ vẫn còn chưa. Và chúng ta cũng đã thấy được là có những câu chuyện mà nhiều bạn cũng đã quên luôn rồi, câu chuyện liên quan đến cái nợ trần của Hoa Kỳ. Nếu như mà không được nâng lên nó sẽ dẫn đến là Hoa Kỳ vỡ nợ vân vân. Có đủ những cái thông tin lúc đó là thông tin lớn nhất, nhưng mà cuối cùng thì sao các bạn? Cuối cùng đó thì vấn đề nợ trần vẫn còn đó, chúng ta chỉ đẩy lùi vấn đề đó vào tháng 10 của năm nay, lại sẽ một lần nữa nói tới vấn đề của nợ trần, nhưng mà nó vẫn chưa có thật sự được giải quyết. Thì nói hồi nãy giờ đó, Thuần chỉ muốn cho các bạn hiểu được là câu chuyện là cái thứ mà gây ra cái sự phản ứng ngắn hạn trong thị trường, nhưng mà về dài hạn đó, thì cái chúng ta phải quan tâm đó chính là nguồn cung và cầu các bạn, đó là điều quan trọng nhất. Và nói tới Bitcoin đó, chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác đi. Thì BTC hôm nay đã có lúc giảm xuống đó trong thời gian ngắn thôi, nhưng mà đã giảm xuống còn 59.704 đô các bạn, đã khiến cho nhiều bạn lo lắng. Nhưng bây giờ chúng ta đã trở về mức là 61.634. và nói thật ra chúng ta cũng đã nói tới những cái đợt điều chỉnh từ năm ngoái tới bây giờ. Chúng ta hãy nhìn vào cái mức cao đi, chúng ta tính từ cái đỉnh của cái thời gian gần đây là cách đây khoảng chừng 4 tuần các bạn. Lúc đó giá Bitcoin đạt được là 73.900 đô đi. Thì từ đó cho đến cái mức hiện tại đây chúng ta có sự điều chỉnh là 16.6%. Cho dù tính luôn cái phần trăm thấp nhất ngày hôm nay là khoảng 59.000 đô đó, chúng ta điều chỉnh khoảng chừng là 19% các bạn. Đây là một cái phần trăm điều chỉnh mà chúng ta thấy được là cũng đã xảy ra nhiều lần rồi từ năm ngoái tới bây giờ. Và 19% cũng không phải là cái phần trăm điều chỉnh nhiều nhất đâu. Chúng ta cũng đã từng thấy những phần trăm điều chỉnh trước đây đó nó còn sâu hơn nữa. Cho nên ngay thời điểm bây giờ, đợt điều chỉnh này ở cái mức là 61.570 đô đó cũng là một trong những đợt điều chỉnh mà chúng ta nên có, tại vì thị trường đã nóng liên tục 7 tháng rồi. Và trước khi tiếp tục đó, tôi muốn chia sẻ một cái meme với các bạn. Anh nói buy Bitcoin, không, tôi nói buy Bitcoin. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số chỉ số đi. Chúng ta hãy nói tới cái chỉ số trên Glassnode là phần trăm có lời. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái điều tốt đó là khi mà chúng ta có sự điều chỉnh thì phần trăm Bitcoin có lời dựa theo Glassnode cũng đã điều chỉnh xuống. Hôm nay đó ở cái mức là 61.000 đô chúng ta đã điều chỉnh xuống mức là 84.4% rồi. Thì cái mức này đó cũng coi như là cao các bạn. Chúng ta muốn thấy phần trăm này giảm xuống dưới 80% thì Thuận an tâm hơn. Chúng ta đã không còn cách xa nữa. Và chúng ta muốn thấy Bitcoin tích lũy ở mức nào đó. Nếu như muốn tích lũy ở đây cũng được thôi các bạn. Nếu Bitcoin muốn tích lũy ở đây một thời gian vài tuần đó thì chỉ số này nó sẽ điều chỉnh tốt hơn. Cho nên đây cũng không phải là điều xấu đâu các bạn. Chúng ta cũng không muốn thị trường tăng quá nhanh quá nóng rồi chúng ta lại thấy có một cái cú đâm mạnh hơn. Hiện bây giờ đó những cái đợt giảm đó thì trên căn bản nó cũng không phải là sâu lắm và chúng ta muốn thấy là Bitcoin nguội một chút ở mức này. rồi sau đó chúng ta mới tiếp tục tiến tới. Và các bạn đang làm gì thì Thuần đã hỏi các bạn ở trên Telegram, Facebook, ở trên YouTube, ở trên Twitter vân vân. Thì chúng ta có thể nhìn vào một số những cái kết quả đại diện đi. Đây là kết quả đại diện ở Telegram các bạn, thì đã có 2.803 bạn bỏ phiếu. Thì Thuần hỏi là các bạn đang bán, đang sell, đang trung bình giá vào, đang buy, đang hodl only hay là I'm scared các bạn. Và đương nhiên cái phần cuối này đã để dành cho những bạn nào mà chỉ muốn bấm vào để xem kết quả mà thôi, để không có ảnh hưởng đến những cái lựa chọn khác. Thì các bạn đã thấy được là ở trên Telegram đó, có nhiều bạn bỏ phiếu nhất. Thì cái phần trăm đang DCA và hodl đã gần như bằng nhau các bạn. Cái phần trăm bán bây giờ đã chỉ có 12% mà thôi. Còn ở trên Twitter đó thì chúng ta có 1.744 bạn. Để Thuần refresh lại xem coi có nhiều hơn không. Thì hiện bây giờ cũng là 1.744 bạn. Thì hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy được là hodl only ở mức là 36% là cao nhất. Còn lại là các bạn thấy được là DCA buy. Còn cái phần trăm bán vẫn là thấp nhất các bạn, 14%. Và chúng ta nhìn thêm một cái kết quả nữa, đó chính là trên YouTube. Thì ở trên YouTube đó, hiện bây giờ chúng ta có tổng cộng là 850 bạn bỏ phiếu. Thì kết quả các bạn đã thấy được nó khác một chút so với lại hai cái mạng xã hội kia. Nhưng mà phần lớn vẫn là DCA buy các bạn. Còn lại cái phần lớn thứ nhì đó chính là hodl only. Nói chung thì phần lớn cộng đồng Thuần Capital, những bạn nào bỏ phiếu đó thì một là các bạn tiếp tục hodl, không làm gì hết. Còn hai là một số bạn đã bắt đầu trung bình giá mua. Bạn đang làm gì? Hãy comment bên dưới. Và cho dù là có một số bạn lo lắng, nhưng mà đã có một hiện tượng các bạn. Hiện tượng đó chính là cái số lượng Bitcoin đó, cái dòng Bitcoin ở trong Coinbase đó, thì đã có một ai đó rút một số lượng lớn các bạn. Có nghĩa là có một ai đó đã tích lũy, không biết là khi nào. Có thể là họ đã tích lũy hồi sáng này hay là cách đây mấy ngày, chúng ta không biết. Nhưng mà khi mà tích lũy đủ rồi đó thì họ rút ra khỏi sàn Coinbase. Và hồi sáng này chúng ta đã có một cái số lượng không hề nhỏ các bạn. Có thể nói là 500 mấy triệu đô la đó. Thường không thấy rõ con số đây, nhưng mà con số không hề nhỏ đã bị rút ra khỏi Coinbase. Những lúc như thế này, những lúc mà các bạn lo lắng đó, thì lại có ai đó tích lũy BTC. Và chúng ta nhìn chung đó thì vốn hóa thị trường ngày hôm nay đã giảm xuống dưới 2,4 nghìn tỷ. Tổng vốn hóa đó thì giảm 2.8%. Bitcoin đó thì giảm một chút xíu các bạn, 3.4%. Và về mặt tâm lý đó thì thật ra những ngày như thế này là những ngày mà nó dày dò tâm lý tốt hơn. Không phải là lúc mà giá Bitcoin giảm mạnh nữa các bạn, tại vì lúc đó đó lại khiến cái thị trường sôi động hơn. Tại vì thường là nó có một tin tức gì đó, nhưng mà khi chúng ta không có nhiều tin tức mà chúng ta đã thấy được là Bitcoin đang ngày này qua ngày nọ giảm 2%, 1%, 3%. Thì các bạn thấy được đó là cái lúc mà thị trường dày dò chúng ta hơn. Và đáng tiếc nhất đó là cái lúc mà tốt nhất để trung bình giá, đó chính là những lúc mà chúng ta thấy là Bitcoin tích lũy ở một cái mức thấp một thời gian dài, giống như năm 2019, giống như năm 2022. Đáng tiếc lúc đó là cái lúc mà nhiều bạn chán nản và rời khỏi nhất các bạn. Những bạn nào mà lo lắng đó thì đã bán năm 2022 đầu năm rồi. Nhưng bạn nào mà tiếp tục ở lại đó thì cái cách mà thị trường dây dò các bạn đó chính là cho các bạn thấy được là tăng chút xíu lại giảm trở xuống, tăng chút xíu lại giảm trở xuống, và mức thấp một thời gian dài, hầu như là không thay đổi nhiều tháng. Nó sẽ dẫn đến nhiều bạn chán và rời khỏi. Nhưng mà ngược lại đó lại là những cái cơ hội tốt để mà tích lũy dài hạn các bạn. Thị trường này đó không ai biết định ở đâu, nhưng mà trên căn bản đó, giá Bitcoin ở dưới đáy một thời gian rất là dài, lần nào cũng vậy hết, cho nên có rất nhiều cơ hội để mà mua những mức thấp. Còn về bán ngay định đó, thì nó khó hơn, tại vì nhiều khi giá chỉ lên cao một thời gian rất ngắn rồi sau đó nó điều chỉnh xuống mà thôi. Bây giờ cũng là một trong những cái thời điểm tuy không có giảm nhiều, nhưng mà mỗi ngày giảm một chút như vậy đó sẽ khiến cho nhiều bạn cảm thấy khó chịu và bị dày dò tâm lý hơn. Các bạn có thể nhìn thấy được là thị trường nói chung đó thì hôm nay phần lớn là màu đỏ đi theo Bitcoin. Chúng ta cũng có những cái thông tin khác, như là các bạn thấy được là không chỉ riêng là những cái token giảm đâu, mà chúng ta nhìn thấy NFT đó còn giảm tệ hơn nữa. Trên căn bản đó chúng ta có thể nhìn thấy được những bộ NFT lớn đã làm huynh đảo thị trường một thời gian, đó chính là BOF Yacht Club các bạn. Thì đáng tiếc các bạn nhìn thấy được là thị trường tuy là có sự hồi phục, nhưng mà cái floor price, nghĩa là cái mức giá thấp nhất của một cái NFT này đã không hồi phục mà còn giảm tiếp tục các bạn. Bây giờ đó cái giá thấp nhất của BOF đó chỉ có 11.69 Ethereum mà thôi các bạn. Trong khi cái mức cao đó đã đạt là vào thời điểm của năm 2022 tháng 4 đó, lúc đó đã đạt tới 119 Ether. 119 Ether trên một BOF. Bây giờ một BOF rẻ nhất đó chỉ có 11.6 Ether mà thôi. Chúng ta thấy được là liên quan tới CryptoPunk thì cũng tương như vậy các bạn. Đây là một bộ sưu tập mà rất nổi tiếng. Cái mức cao nhất đó là vào tháng 10 năm 2021, 112 Ether cho một CryptoPunk. Bây giờ các bạn nhìn thấy được một CryptoPunk chỉ có không tới 40 Ether mà thôi. Và các bạn nhìn thấy được là Cái giá này đã chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 8 của năm 2021 rồi, đã giảm hơn 90% từ đỉnh. Và đương nhiên, cái mình thường nói tới nó chỉ là cái mức giá thấp nhất của một BOF mà thôi. Vẫn có những cái BOF nó có cái giá trị tốt hơn, nhưng mà cái đó là những cái ngoại lệ, các bạn bán với giá cao hơn. Và việc dẫn đến BOF xuống giá đó là những nghệ sĩ nổi tiếng như là Kevin Hart và Justin Bieber đó, họ đã từng sở hữu những cái NFT này ở cái mức giá cao, nhưng mà sau đó họ đã bán với cái mức giá cực kỳ thấp. Và thường không nhớ là Eminem hay là Snoop Dogg còn sở hữu những cái bộ sưu tập này hay là không. Và trước khi tiếp tục thì để Thuần nhắc nhở các bạn, ở trên Facebook có một số bạn hỏi Thuận về cái quảng cáo này, thì các bạn nên biết là kênh Thuần Capital đã không bao giờ đưa ra lời khuyên đầu tư hay là tư vấn đầu tư, cho nên các bạn cũng nên cẩn thận. Những cái này đó là không phải thực thi của Thuần các bạn, đây là những người mạo danh mà thôi. Và Thuần cũng đã báo nhiều lần rồi các bạn, nhưng mà trên căn bản đó họ dùng bot để mà tạo, cho nên cứ có mới hoài. Cái vấn đề lớn nhất của nhiều mạng xã hội đó là bây giờ các bạn nói cái gì một cái, các bạn chỉ cần nói sai một chữ thôi thì các bạn sẽ bị đánh bản quyền, các bạn sẽ bị họ đưa vào danh sách đen, nói là các bạn chia sẻ những từ ngữ không có được đàng hoàng, hay là các bạn chia sẻ những cái hình ảnh mà gợi cảm hay gì đó. Nhưng mà ngược lại đó các bạn thấy được là những người lừa đảo đó thì họ chạy quảng cáo luôn, họ có những cái video dài cả tiếng đồng hồ mạo danh một ai đó, nhưng mà báo YouTube, báo những nơi khác đó thì hầu như họ cũng không quan tâm các bạn. Nhưng mà bạn nói gì một cái đó là sẽ bị đưa vào danh sách đen ngay lập tức. Đó là vấn đề của những mạng xã hội hiện bây giờ. Và đến bây giờ chúng ta đã đến cận kề cái ngày Bitcoin Halving rồi các bạn. Bây giờ ước tính là vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 vào lúc 1 giờ 18 phút sáng giờ UTC các bạn, có nghĩa là còn một ngày 22 giờ nữa, có nghĩa là tối ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ. Và đây là cái sự kiện lớn ảnh hưởng tới cung và cầu dài hạn các bạn, như thường đã chia sẻ đầu video. Và có khả năng cái đợt điều chỉnh lần này nó cũng không liên quan gì đến những cái thông tin lớn khác, mà có thể nó chỉ là một cái đợt điều chỉnh trước Bitcoin Halving mà thôi. Và ngày Halving thì những đợt trước thì thường nó cũng khá là nhàm chán các bạn. Tới block đó thì Bitcoin Halving đó là một cái sự kiện lớn dài hạn, nhưng mà ngay ngày hôm đó thì những người nào mà theo dõi thì các bạn cũng nên có cái sự chuẩn bị tâm lý, tại vì nó cũng là một ngày bình thường mà thôi. Chỉ là sau đó chúng ta mới thấy được là cái nguồn cung mới của Bitcoin bị giảm đi phân nửa, và từ từ cái đó nó sẽ thấm vào trong thị trường. Thường là 6 tháng 8 tháng sau thị trường sẽ bắt đầu có sự phản ứng. Hy vọng lần này cũng như vậy. Đó là gì đã xảy ra trong những đợt halving trước đây. Và chúng ta thì được gặp BlackRock đó cũng đã chia sẻ một cái video khoảng chừng 1 phút 15 giây giải thích Bitcoin halving là gì. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái video gì mà nhìn chán quá, nhưng mà thật ra đó, video này không phải dành cho bạn hay là Thuận xem, mà họ có những khách hàng đó có thể lớn tuổi hơn, thì những cái video này nó lại hợp hơn với những khách hàng đó các bạn, những khách hàng mà đang lưu trữ Bitcoin Spot ETF hiện bây giờ. Và khi mà có Bitcoin Halving điều nói trước, chúng ta sẽ nghe những cái tin tức phết. Lần nào cũng vậy hết các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu nghe những tin tức như là wow, có nhiều thợ đào phá sản, đây sẽ là một cái dấu chấm hết trên Bitcoin. Chúng ta sẽ có một cái dòng xoáy của những thợ đào họ rời khỏi, dẫn đến là cái mạng lưới đó không ai bảo vệ, rồi mạng lưới sẽ bị tấn công, hay là sẽ dẫn đến là cái mạng lưới đó, nó thiếu cái tốc độ đào mà cái độ khó đào vẫn cao, dẫn đến là không có lock được tạo ra. Có rất nhiều những cái thông tin đó, lần nào cũng vậy hết các bạn. Thì các bạn nên hiểu là đương nhiên rồi, khi mà cái nguồn cung mới bị giảm đi phân nửa thì sẽ có một số những công ty đào họ sẽ phá sản các bạn, họ sẽ không tiếp tục đào được nữa, tại vì họ không có sự chuẩn bị. Những cái công ty đào mà đã có mặt lâu năm rồi đó, họ có kinh nghiệm thì họ đã có cái sự chuẩn bị, cho nên chúng ta mới thấy được là đầu năm nay đó có một thời gian thợ đào bán, và cuối năm ngoái cũng như vậy, tại vì họ bán để họ chuẩn bị sẵn cái tiền để có thể là qua được cái thời điểm Bitcoin Halving, tại vì họ biết khi mà Bitcoin Halving có rồi đó, những cái thợ đào mà yếu sẽ rời khỏi, dẫn đến tốc độ đào giảm xuống thời gian ngắn, dẫn đến độ khó đào cũng giảm xuống, và đó là lúc mà họ sẽ dùng tiền để mà tăng tốc đào lên, và đó là lúc mà họ sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận các bạn, cho nên mới có hiện tượng là thợ đào bán trước Bitcoin Halving. Bây giờ đó thì đã nguội lại rồi các bạn, có thể nói là từ tháng 3 tới bây giờ đó, cái tốc độ bán của thợ đào đã không còn nhiều nữa, họ đã bán trước đó rồi. Chúng ta cũng có một cái thông tin cũng rất là thú vị, các bạn đã nhớ ngày hôm qua đó Thuận chia sẻ về một cái võ sĩ đấu võ đài, đó chính là Ritano Mọi Colonel UFC. Thì các bạn đã biết đây là một trong những người mà sau khi mà thắng UFC cũng đã có cái lời phát biểu và nó liên quan tới Bitcoin, và nếu như mà được trả thưởng đó thì muốn lấy cái phần thưởng đó bằng Bitcoin. Thì các bạn thấy được là hiểu Bitcoin không hề nhỏ, sau khi mà có những thông tin đó thì người này đã nổi lên rồi các bạn. Trước đây đã không ai biết Ritano, Moiconolai, bây giờ đang rất nhiều người biết và thậm chí đã được mời lên đài Fox Business ngày hôm nay để mà nói về Bitcoin các bạn. Đây là hiệu ứng của Bitcoin, có thể khiến một ai đó nổi lên rất là nhanh. Chúng ta bây giờ hãy nói tới Bitcoin Spot ETF đi các bạn. Thì ngày hôm nay đã đáng tiếc là một ngày chúng ta sẽ thấy dòng tiền âm, và chúng ta thấy được là tuy là cái số lượng bán bởi Grayscale đã không nhiều như trước nữa. Các bạn thấy được là bây giờ đó thì mỗi ngày khoảng chừng là 100 triệu đến 150 triệu. Hôm nay là 133 triệu, nhưng mà chúng ta lại thấy là tiếp tục có cái lực bán đến từ Arkinvest các bạn. Hôm nay đã tăng lên tới 42.7 triệu và chúng ta lại thấy được là lần đầu tiên chúng ta có cái dòng tiền âm rời khỏi quỹ của Bitwise là 7.3 triệu đô la. Phần còn lại là tần số không thôi các bạn. Thì hôm nay đó, tới cuối cùng chúng ta nhận được thông tin là BlackRock đó thì vẫn thu vào, nhưng mà họ chỉ thu vào có 18 triệu mà thôi, trong khi dòng tiền rời khỏi đó là 183 triệu. Nghĩa là ngày hôm nay chúng ta vẫn có dòng tiền âm là 165 triệu đô la. Và chúng ta thấy được là quỹ của BlackRock là quỹ duy nhất mà vẫn tiếp tục có dòng tiền dương 67 ngày liên tục rồi các bạn. Có lúc nhiều, có lúc ít, nhưng mà vẫn tiếp tục có dòng tiền dương, trong khi mà một số quỹ khác đã chuyển thành âm rồi. Cái này đã có đáng lo lắng hay không thì Như Thường đã chia sẻ ở cái phần cách đây khoảng chừng 2-30 phút gì đó. Nó cũng bình thường thôi các bạn, tại vì chúng ta cũng đã từng nói đến ngắn hạn đó, thì Bitcoin Spot ETF nó chỉ là cái kính phóng đại cho những gì đang xảy ra mà thôi. Thì đương nhiên có bạn lo lắng trong thị trường Spot, cũng sẽ có người đầu tư lo lắng trong cái thị trường Bitcoin Spot ETF mà họ bán. Nhưng mà như là James Safer đã nhắc nhở đó, ai thì cũng quan tâm đến cái khung màu đỏ các bạn. Hôm nay đã dòng tiền âm hay dương? Hôm nay dòng tiền âm khiến cho nhiều người lo lắng, nhưng mà trên căn bản chúng ta hãy zoom ra đi. Từ khi mà có Bitcoin Spot ETF bây giờ đó thì những quỹ này đã thu vào 12 tỷ đô la các bạn. 12 tỷ đô la đã được thu vào những quỹ này. Chỉ là trong thời gian này có sự lo lắng cho nên cái dòng tiền rời khỏi mà thôi. Nhưng mà các bạn có thấy được là ngoại trừ là chúng ta nói tới Grayscale đó rời khỏi thường xuyên, nhưng quỹ khác đó thì cho dù đỏ này nữa, cái phần đỏ cũng không phải nhiều các bạn. Và trên căn bản nhưng quỹ này đó, cho dù trừ ra cái phần đỏ gần đây, họ vẫn là cái phần dương thu vào từ khi bắt đầu từ tháng 1 tới bây giờ. Đối Thuần đó thì cái này nó là phản ứng bình thường mà thôi, và cũng chưa có gì gọi là bán nhiều hết các bạn. Chúng ta có thể thấy được là đối với lại ETF đó, thì chúng ta sắp sửa có Bitcoin và Ether Hồng Kông, và bây giờ ước tính là khoảng ngày 30 các bạn, là cuối tháng này sẽ bắt đầu. Thì mới đầu đó Bloomberg nói là khả năng sẽ rất là yếu, tại vì hiện bây giờ đó những nhà đầu tư ở Trung Quốc cũng chưa có thể tham gia vào đâu, cho nên họ ước tính là 500 triệu vài ngày trước, bây giờ họ đã tăng lên rồi, có thể có tới 1 tỷ. Tuy là nhiều người đó thì nói là có thể có tới 25 tỷ, ước tính của Bloomberg chỉ là 1 tỷ mà thôi. Thì hy vọng là lần này họ cũng đã đoán sai, giống như là khi mà Bitcoin Spot ETF bắt đầu, họ nghĩ là dòng tiền chỉ khoảng chừng 10 tỷ mà thôi, bây giờ chúng ta được dòng tiền đã 12 tỷ rồi trong thời gian chỉ có 3 tháng thôi. Thì bây giờ họ nói là 1 tỷ dòng tiền cho Bitcoin và Ether ETF ở Hồng Kông, có thể đây sẽ có nhiều hơn, để xem coi như thế nào. Và chúng ta thì ở Hồng Kông đó, ngày hôm qua Thường đã chia sẻ với các bạn là đã có những cái bản quảng cáo liên quan tới Bitcoin và Ether ETF, và chúng ta cũng thấy được là cái hội nghị Bitcoin ở Hồng Kông cũng đã được quảng bá hiện tại như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và chúng ta cũng có một cái thông tin thú vị các bạn, có cái cuộc phỏng vấn giữa Tucker Carlson với lại CEO của Telegram. Và trong cuộc phỏng vấn này, CEO của Telegram đã nói là ông có vài trăm triệu đô la tài khoản ngân hàng hoặc là Bitcoin, không nói rõ là bao nhiêu Bitcoin, bao nhiêu là tiền trong ngân hàng, nhưng mà đã có kể từ 10 năm trước rồi các bạn. Nghĩa là chủ của Telegram có rất nhiều Bitcoin, bao nhiêu không biết, nhưng mà ông nói là vài trăm triệu giữa tiền mặt và Bitcoin để trong ngân hàng từ 10 năm trước. Để Thuần cho các bạn xem cái clip ngắn này chỉ có 44 giây mà thôi. Also for me it was never about money, right? So I have a few $100 million in my bank account or in Bitcoin since 10 years ago, and I don't do anything with it. I don't own any like, real estate, jets or yachts. I don't think those this lifestyle is for me. I like to focus on what we are doing with Telegram. You don't own anything? Like big assets? You don't own no big assets. Exactly. An island in Hawaii or no land, no real estate, nothing. Why? Well, because for me, my number one priority in life is my freedom. Các bạn nghe cái sự chia sẻ đến từ Telegram CEO rồi. Còn bao nhiêu gì nữa đang lưu trữ Bitcoin bao nhiêu năm qua? chúng ta mãi mãi không biết các bạn, cho đến khi nào mà họ nói mà thôi. Chừng đây chúng ta cũng đã biết là cuối cùng chúng ta cũng đã thấy là Reddit thì cũng đã lưu trữ Bitcoin và Ether một thời gian rồi, chỉ là họ không nói gì hết cho đến khi mà họ phải điền đơn để có thể lên sàn chứng khoán cho chúng ta mới biết mà thôi. Còn một vài thông tin khác cũng rất là thú vị các bạn. Chúng ta có cái thông tin đến từ EY các bạn. Thì đương nhiên đây là một trong 4 công ty kiểm toán lớn rồi. Như bạn đã biết là Thuận đến từ KPMG, là một trong Big Four các bạn. Và ngoại trừ KPMG chúng ta có EY, Deloitte và PricewaterhouseCoopers hay là PwC. Thì các bạn đã thấy được là EY đó, họ đã thông báo là họ sẽ sử dụng Nifor. Đây là một cái blockchain được xây dựng ở trên Polygon POS cho những hợp đồng kinh doanh, và EY đã công bố một dịch vụ quản lý hợp đồng doanh nghiệp cho phép khách hàng đưa hợp đồng lên blockchain công cộng trong khi mà giữ thông tin kinh doanh riêng tư thông qua Zero Knowledge Circuits. Tôi sẽ chia sẻ thêm về cái này một lát nữa với các bạn. Thì EY dự định sẽ chuyển Nifor lên trên mạng chính của Ether, nghĩa là vào tuần 3 của Ether đó các bạn, trong bản nâng cấp tiếp theo của Nifor. Chúng ta đã nói tới mạng lưới tầng 1 giống như là Ethereum, chúng ta có tầng 2 giống như chúng ta vừa nói đến là Polygon. Thì tầng 2 đó nó sẽ nhanh hơn là tầng 1 và rẻ hơn, tại vì nó dựa vào tầng 1 các bạn. Tầng 2 đó thì sẽ xử lý giao dịch rồi sau đó sẽ tổng hợp giao dịch lại rồi xử lý thành một giao dịch ở trên tầng 1. Nhưng mà tầng 3 là gì? Tầng 3 đó hiểu đơn giản là chúng ta sẽ có những cái ứng dụng mà họ sẽ tạo ra một tầng riêng ở trên cả tầng 2 luôn các bạn. Nhưng mà cái tầng 3 này là chỉ một ứng dụng duy nhất mà thôi. Thì họ sẽ có quyền kiểm soát nhiều hơn trên tầng đó, và tốc độ lại càng nhanh hơn và rẻ hơn nữa. Thì đó là tầng 3, là những cái ứng dụng riêng lẻ mà họ muốn tạo ra tầng 3 riêng, chứ không có phải là chỉ dựa vào tầng 2. Vì đó là cái thông tin thì cũng khá là tốt đối với là Polygon và Ethereum các bạn. Nền tảng mà được lựa chọn bởi EY, một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu. Còn về Zero Knowledge Circuit là gì? Thì chúng ta thì đây là một phần của Zero Knowledge Proof. Hiểu đơn giản đó là một cách để các bạn có thể xác nhận một cái gì đó mà các bạn không cần phải xem thông tin chi tiết. Giống như là trong trường hợp này đó, làm sao để các bạn có thể xác nhận được một cái hợp đồng doanh nghiệp mà không có thể nào mà xem được chi tiết của hợp đồng đó. Thì đơn giản thôi, cái các bạn xác nhận đó là đây là hợp đồng thật, nhưng mà người xác nhận cũng không biết được là trong hợp đồng đó có gì hết. Thì làm sao làm được như vậy? Thì đó là một cái công nghệ gọi là Zero Knowledge Proof. Để Thuận cho các bạn một cái ví dụ đơn giản, nó không có hoàn toàn giải thích được tất cả, nhưng mà cũng cho các bạn có thể hình dung được nó như thế nào. Giống như là Thuận bạn với một người khác đi, và Thuận nói với bạn là Thuận biết trong cái hộp kính đó, cái hộp đó đó không ai biết trong đó có gì hết, và ngoại trừ Thuận ra đó còn một người thứ ba biết nữa, nhưng mà cái người thứ ba đó cũng không có biết là Thuận biết. Thì làm sao Thuận có thể chứng minh được cho bạn và người đó là Thuận biết trong đó có gì mà không có tiết lộ trong đó có gì được? Tại vì đây là hộp kính mà. Nếu như mà Thuận nói với bạn trong đó có gì, rồi bạn đi hỏi cái người thứ ba đó, họ có thể thì ra là Thuận biết trong đó có gì, nhưng mà bạn cũng biết trong đó có gì luôn rồi. Thì cái đó nó sẽ làm lộ hết những cái thông tin. Thì một cách có thể sử dụng đó là bây giờ Thuận nói bây giờ bạn ra chỗ khác đi, Thuận sẽ mở cái hộp đó ra, trong đó không biết có gì. Giả sử như Thuận nói đại để trong đó là có những trái banh, Thuận sẽ ký tên vào một trong những trái banh đó, rồi sau đó Thuận sẽ đóng cái hộp đó lại, rồi sau đó bạn sẽ cầm cái hộp đó đi qua người thứ ba. Người thứ ba đó thì sẽ lấy cái hộp đó, rồi bạn sẽ nói là Thuận nói là Thuận biết trong đó có gì. Thì làm sao mà người thứ ba đã kiểm chứng được? Thì người thứ ba đó sẽ lấy cái hộp đó, nói bạn ra chỗ khác, sau đó người đó mở cái hộp đó ra và thấy là thì ra là Thuận đã ký tên vào một trong những trái banh đó, chứng tỏ là Thuận đã có thể mở được cái hộp đó và ký tên vào. Cho nên người thứ ba đó có thể xác nhận là ok, tôi xác nhận là Thuận biết trong đó có gì, trong khi bạn không biết trong đó có gì, nhưng mà bạn biết là Thuận biết trong đó có gì. Giải thích nghe có thể là dòng dòng một chút, nhưng mà đó là cái hoạt động của Zero Knowledge Proof các bạn. Làm sao để có thể xác nhận một gì đó mà người khác không biết trong đó có gì nhưng mà họ tin là bạn biết trong đó có gì. Và cái này để đảm bảo được là không tiết lộ thông tin, giống như trong trường hợp này đó là hợp đồng doanh nghiệp, thông tin trong đó không được tiết lộ ra nhưng mà vẫn được xác nhận. Chúng ta cũng có cái dự án mới được chia sẻ ngày hôm nay bởi hai thượng nghị sĩ rất là yêu thích crypto các bạn. Đó chính là thượng nghị sĩ Cynthia Lummis ở bên tay phải, và người kia đó là thượng nghị sĩ Gillibrand các bạn. Kristen Gillibrand và thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đã đưa ra một cái dự luật crypto liên quan đến stablecoin. Thì trong đó có gì các bạn? Thì có 4 điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết thì họ nói là họ cho phép các ngân hàng và công ty không phải ngân hàng phát hành stablecoin thông qua các công ty con chuyên biệt. Có nghĩa là một công ty nào đó hoàn toàn có thể phát hành stablecoin miễn là họ tạo một công ty riêng biệt để làm điều đó, chứ không có phải là chung với một công ty lớn. Thứ hai đó thì họ nói là cấm các stablecoin mà không có tài sản đảm bảo. Cái này đương nhiên hợp lý rồi các bạn. Không có tài sản đảm bảo thì làm sao có thể hoạt động được, và nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà họ cũng cấm luôn những stablecoin dựa trên thuật toán. Đó là một điều mà thật kỳ thú vị các bạn. Có nghĩa là sau cái sự kiện của UST đó, họ không có bất cứ sự kiện nào nữa. Bây giờ họ nói là tất cả những stablecoin đều phải là một cái stablecoin của một công ty phát hành, chứ không phải là dựa trên thuật toán. Điều thứ ba đó họ nói là áp dụng các yêu cầu về vốn và dự trữ là 100%. Thì cái này hợp lý mà thôi các bạn, cần phải có 100% tài sản dự trữ để có thể đảm bảo cho cái peg của đồng stablecoin đó. Và điều thứ tư đó họ nói đến là cho phép các cơ quan quản lý tài chính của tiểu bang, ủy quyền và giám sát các công ty phát hành stablecoin vốn hóa dưới 10 tỷ đô la. Nghĩa là nếu các bạn là một công ty nhỏ hơn, vốn hóa dưới 10 tỷ, đương nhiên không phải là USDC hay là stablecoin rồi, nhưng mà những công ty khác đó thì họ có thể hoạt động dưới quyền quản lý của tiểu bang mà không cần phải thông qua liên bang các bạn. Và cuối cùng đó họ nói là cho phép FED có quyền lực để mà thực hiện các hành động thực thi đối với những công ty stablecoin có vốn hóa lớn hơn 10 tỷ đô la, nhưng mà phải thực hiện chung với lại những cơ quan nhà nước chứ không thể là làm việc riêng lẻ, tại vì FED là đơn vị độc lập mà. Thì đây là cái dự luật mà thôi các bạn, chúng ta vẫn chưa biết khi nào mới được bỏ phiếu và sẽ được điều chỉnh như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ điều mà nhiều bạn quan tâm nhất đó chính là cấm những stablecoin dựa trên thuật toán. Thì các bạn nghĩ sao về stablecoin trên thuật toán? Nói thật ra Thuận cũng hơi e ngại một chút khi mà nghe nói tới stablecoin thuật toán các bạn. Các bạn nghĩ sao? Các bạn comment ở bên dưới. Chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới SEC ngày hôm nay, và có hai thông tin các bạn. Thông tin đầu tiên đó là SEC đã thông báo họ sẽ tăng cái tiền phí mà họ thu từ những công ty thành viên lên gấp 3 lần. SEC cho biết là nguyên nhân của sự tăng phí đáng kể đó từ 8 đô lên tới 27 đô cho mỗi 1 triệu đô la giao dịch. Cái cách mà SEC có chi phí vận hành đó là một phần họ được cung cấp bởi quốc hội, một phần khác là họ có thể là thu cái chi phí từ những cái công ty thành viên mà đăng ký với họ, giống như là cái phí đăng ký hay phí giao dịch gì đó, thì họ sẽ tăng lên khoảng chừng 3 lần các bạn. Và lý do tăng lên họ nói là một phần là do quốc hội không phê duyệt ngân sách mãi cho đến tháng trước, dẫn đến cái sự trì hoãn và họ có lỗ hổng tài chính rất là lớn. Năm ngoái đó thì cái thu phi được đã thấp hơn 50 triệu đô la so với dự kiến, và năm trước đó đó cái phí thu được đã thấp hơn là 414 triệu đô la các bạn, con số không hề nhỏ. Có nghĩa là họ đã không cân bằng ngân sách như là Chủ tịch Gary Gensler thường xuyên tuyên bố. Và các bạn thấy được là SEC cần tiền, những cái vụ kiện nó không hề rẻ đâu. Các bạn có thể nghĩ đây là cái cơ quan nhà nước thì làm gì quan tâm đến tiền, không phải đâu các bạn. Những cơ quan nhà nước đó họ đều có một cái ngân sách hoạt động trong cái phạm vi cho phép đó, và nếu như mà họ muốn kiện tụng nhiều đó sẽ tốn rất nhiều tiền các bạn, tại vì tiền mướn luật sư không hề rẻ. SEC là cơ quan của nhà nước nhưng mà mướn người đã vẫn phải trả lương các bạn, người mà làm việc cho SEC, những luật sư đâu có phải là làm miễn phí đâu, cho nên vẫn phải trả lương và không hề thấp đâu các bạn. Và cái thông tin thứ nhì đó liên quan tới SEC là chúng ta có một cái luật sư này đó là chuyên về kiện tụng các bạn, nhưng mà đã rời khỏi SEC rồi, đó chính là luật sư Stewart các bạn. Thì luật sư Stewart đó đã không thể trả lời được nhiều câu hỏi liên quan đến crypto đó, tại sao mà SEC lại có nhiều cái quyết định mâu thuẫn như vậy. Và SEC nói là một token là một cái hợp đồng đầu tư, một chứng khoán, như vậy thì làm sao đăng ký. Thì các bạn thấy được đây là một điều mà bây giờ vẫn không có câu trả lời, và ngay cái luật sư của SEC cũng nói là có thể đăng ký cái token nhưng mà những cái khác thì không đăng ký được, tại vì nó không phải là một công ty. Khi các bạn đăng ký với SEC đó thì các bạn phải nói là hội đồng quản trị bao gồm những ai đứng đầu công ty này, CEO là ai điều quyền ra quyết định, ai là chịu trách nhiệm vân vân. Thì một cái giao thức phi tập trung thì làm sao có những cái đó các bạn, giống như là Ethereum đó thì ai là người đứng đầu. Các bạn có thể nghĩ là Vitalik, nhưng mà đâu phải các bạn, Vitalik chỉ là người đại diện mà thôi, và Vitalik đâu có thể chịu trách nhiệm cho Ethereum được, cũng giống như Vitalik cũng không thể một mình thay đổi bất cứ cái gì trên Ether hết các bạn, và cũng không phải là CEO hay gì hết, cho nên nó không phải là một công ty, rất là khó. Và SEC đó cũng không có cách nào để mà đăng ký hết các bạn. Nhưng mà họ vẫn nói là những cái dự án này không đăng ký cho nên vi phạm luật, nhưng mà cũng không cách nào đăng ký hết. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là đồng won của Hàn Quốc đã vượt qua đồng đô la Mỹ và trở thành đồng tiền được giao dịch nhiều nhất cho crypto đó trong quý 1 của năm nay các bạn. Với tổng cái khối lượng giao dịch đạt 456 tỷ đô la, thị trường crypto tại Hàn Quốc đó đang rất là sôi động và đã chứng kiến khối lượng giao dịch crypto vượt qua cả thị trường chứng khoán trong tháng 3. Và các sàn giao dịch lớn như là Upbit và Bithumb thì đang dẫn đầu thị trường trong nước, trong khi mà các sàn toàn cầu như là Crypto.com và Binance thì đang mở rộng hoạt động tại Hàn Quốc. Để bảo vệ nhà đầu tư đó, Hàn Quốc sẽ áp dụng luật mới từ tháng 7 của năm nay, các công ty crypto đã phải đảm bảo an toàn cho phần lớn số tiền mà khách hàng gửi và phải tham gia chương trình bảo hiểm để bảo vệ người dùng trong trường hợp có rủi ro. Đây là thông tin thường đã chia sẻ trước đây với các bạn rồi, nhưng mà cái thông tin mới đó là Hàn Quốc là nơi mà đang có rất nhiều những cái giao dịch crypto hiện bây giờ các bạn. Cái số lượng giao dịch trong quý 1 còn nhiều hơn so với đồng đô la được giao dịch nữa. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, AlineX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.